Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ năm nha anh em. Em tiếp tục lên sóng phụ tùng chiếc 8990 nha anh em. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại để liên lạc là 0933 207 208 nha anh em. Và hãy nhớ đăng ký kênh nha để ủng hộ em. Xe đời này thì nói chung là tầm khá khá thôi nha anh em, chứ đẹp thì không có, đẹp nó giá rất là cao ha. Đó, đồ dốt dốt nha. Rồi đầu tiên, bao tay ống ga nè, cái này được cái là không lủng nè. Nhưng mà cái này nó dính dơ nha, anh em về chịu khó lấy bằng chải á, với xà bông bột á, xà bông giặt đồ chà ra ha. Ở bên đây cũng ok luôn ha, cặp bao tay này em bán là 300 ngàn thôi nha, về chà nó ra hết nha anh em. Lấy xà bông á, xà bông với bằng chải, ngồi chà nó ra, tại này nó dính đắt rồi á, mấy chục năm rồi mà. Xe này thì nó cũng trên trên 35 năm không nha anh em, từ 89 mà, nên còn ok, khá khá là được rồi. Rồi cặp cầm, cầm có nút tắt đèn ha, cầm này bán 1 triệu, cầm này cái ta hắn còn cái cục này luôn ha, 1 triệu đó. Rồi đồng hồ này bán là 1,3 triệu nha, mặt rin ốp đầu trên dưới nước sơn rin, nó tem vàng đàng hoàng nhưng mà tem này nó hơi bạc màu nha, ốp đầu này bán là 1 triệu. Rồi 4 món xài chung một chìa rin nha, cái đời này thì đời hấp nha đó, đúng chìa rin ổ phá không lỗi. Nắp xăng thì hơi yếu nha, bán là 700 ngàn thôi, có luôn cái móc nè. Rồi cặp kiến hậu rin đó, đây cũng có trầy xước ha, made in Japan nha, chân đẹp, cái này còn sống nha anh em, chưa có bị chết nha. Cái quỷ này là chuyên gia bị chết nè, bởi vì sau này nó mới bỏ qua cái này luôn, nó xài con ốc với một miếng cao su. Anh em cứ thấy cái nào mà nó bỏ là biết là có lỗi nó mới bỏ, chứ không ví dụ nó để gì cho nó đẹp rồi, cái nào mà nó hay không tốt là nó sẽ cải tiến cho nó tốt lên ha. Đó, cặp kiến này thì bên đây có trầy, bên đây ok, chân ok nè. Kiến này em bán là 900 nha, nói chung tầm khá khá thôi nha anh em, chứ không có đẹp đâu, tại vì cặp kiến này bây giờ 2 triệu mấy á, kiến mới á, còn cái này 900 ngàn vừa đủ chơi thôi. Rồi cái rổ Honda nha, rổ này rất là ok, đầy đủ nè. Đó, cái rổ này em bán là 400 ha, nó giống rổ rim nha anh em, nhưng mà đúng hàng Nhật đàng hoàng nha, chứ không phải hàng tầm bậy ha, còn khá thôi. Đó, 400 ngàn. Rồi cái mặt nạ này hiện bán là 600 ngàn thôi, logo nè, trên đây có trầy. Đó, mặt nạ 819, 600 ngàn. Rồi vỏ gấp trước là 900 nha, nút trắng. Rồi cái dè này thì bán là, đó, dè này bán là, để coi tem rin hay tem lô đây, này, tem rin nha, dè này bán là 900. Đúng tem rin nha anh em, chứ nó bị lai cái dè, tại vì dán theo kiểu này á, là của những cái dòng custom đó, nó mới dán kiểu này ha. Dè này 900 là có luôn chữ A, theo kiểu nó bị bể hay sao nó thay dè nha. Còn vỏ gấp trước là 900 nè. Rồi vỏ gà bên trong là 1,2 triệu. 4 cọng dây này là 400 nha, xe này chưa có rửa nha anh em, nó dính đắt đỏ nè, đắt đỏ Bazan nè. Đó, 4 cọng dây là 400. Đó, dây này thì xài cho DD được nha, cái này thì hơi xét nha, 400 ngàn. Vỏ gà 90, 1,2 triệu. Vỏ gà này thì tầm trung trung thôi nha anh em, xe đời này còn khá khá thôi, chứ đẹp thì không có đâu. Rồi đạp hắn này cũng còn khá nha, 400. Giò đạp này 250 nha, giá bộ đội nè. Cái này nó rất là ít xài cho anh em, nên về mình xài nó ngon lắm đó, tại vì nó trên một chiếc xe đời, nó xe đời không à, mình thấy không, nó chưa có bị mòn nè. Rồi, cái này nó cái ngàm nè, còn nếu mà xe mà ở Việt Nam và nó ra tới đây nè, tại đạp tiếng nó mòn á, giò đạp 250 ha, giá bộ đội. Rồi cây bô 90, bô này nó không phải bị tàn nhang nữa mà nó bị dạng đồi mồi rồi anh em, già tuổi quá rồi. Đó, cây bô này em bán là 1,3 triệu thôi, đúng bô 90 nha, 1,3 triệu không một lũng nha, hơi xấu nhưng mà chữ nghĩa là rõ ràng ha. Rồi cái cặp cớp, xe này được đúng cặp cớp rất là đẹp, cớp này bán là 1 triệu ha, cớp 90, được đúng cặp cớp đẹp. Rồi cặp phuộc là 800. Bột này thấy cũ đi chứ còn nhúng ngon lắm nha anh em. Anh em mà chơi xe cúp anh em cũng biết những cái dòng đời này là đồ rất là chất lượng. Rồi cái đuôi sau luôn cái chắn bùng là 600 ngàn nha. Đèn hậu thì bán rồi ha, đèn hậu đẹp bán rồi. Đây cặp bột là 800 nè, bột thấy cũ gì chứ nhúng ngon lắm, bột 89 mà. Đó, đuôi sau là 600 ngàn. Cái gấp thì bán rồi nha, cặp cớp 1 triệu nha, xe này được cặp cớp đẹp. Sườn thì em bán là 1,7 triệu nha, sườn 90, anh em nào cứ alo. Chống đứng thì để về coi lại ha. Rồi cái càng số 400. Gác chân chống nghiêng này
Em bán là 500 thôi, cho cái cục này nó hơi mòn nè, bán 500 ngàn thôi. Cao su rin hết nha, cao su 500 ngàn. Rồi ba ga sao. Ba ga sao này bán giá xanh viên luôn là 600. Tầm trung trung. Rồi cái yên này bị lai yên custom ha, hết tốt. Yên này thì da nó có xử lý ngay cái đường này lại nha anh em, nó còn lại ok. Yên này bán 1,2 triệu thôi, quan trọng là cái cặp hít. Khi mà nó hít xuống á, nó không có bị chạy qua chạy lại, mình ngồi nó rất là chắc ha. Còn nó bị sụt sịch á, mình ngồi khó chịu lắm. Rồi, thùng xăng lớn này 4 xị thôi, giá bộ đội luôn, tem rin nè. Đó, bộ dây điện xe này là 1,2 triệu ha. Còn cái bẩn này thì 1,2 triệu luôn. Bẩn này cái logo nó dán vô nha anh em, chứ không có đóng ha. Bẩn này bẩn đời cao á, nó không có logo, rồi người ta lấy người ta dán vô. Nó tính 1,2 triệu thôi. Bẩn này là hoàn hảo nha, bẩn này là không bể, không nứt gì hết. Rất là dẻo luôn, anh em nào chơi bẩn này là rất là ok nè. Đó, 1,2 triệu, quá im luôn. Không bao giờ sợ bể luôn, nó dẻo lắm nè. 1,2 triệu nha. Rồi còn cái hộp sên, xe này hộp sên cũng được. Hộp sên này em bán là 800 ngàn nha, được cái tem rin. Đó, 800 ngàn nha anh em, phôi rin đẹp nha, không bị nứt bể gì hết ha. Không có bị mớp méo ha, phôi đẹp, 800 ngàn thôi, giá quá im. Rồi cục máy này em bán là 10,500,000 nha, máy 8990. Máy là chưa qua vệ sinh gì luôn, chưa có rửa luôn nha nè. Đó, anh em thấy không? Đầu nè, ron cờ nè, mình nhìn cái ron cờ nè, rất là uy tín, dựng đứng luôn. Kèn đẹp, bình xăng khá, boe cũng còn ok ha. 10,500,000 nha anh em được sở hữu một cục máy 8990. Máy này thì bao im rồi. Lóc bên đây là vậy là đẹp rồi ha. Anh em về rửa là đẹp lắm. Máy là im miễn bàn. Đó, gan ti thì hầm. Đó, mình chịu khó về mình rửa ráy ra. Rồi sau đó dùng mình ốc đầu xét mình chăm. Còn mấy mình để y gì mình chạy cũng được. Tại vì xe 89 mà anh em cũng biết là trên 35 năm thì còn cỡ này là khá thôi. Với lại cục máy này bán giá gì cũng im ha. Có 10,500,000 à. Đó, gan ti rất là nhuyễn ha. Quá nhuyễn luôn. Boe đẹp nè. Bình xăng thì chỉ có cái này yếu. Còn mấy cái này thì về có thể vệ sinh ra được. Còn cặp bánh này em rã nha. Bánh này được cái là niền 91 nè. Đó, bánh rã tại bánh dày bán nguyên cặp không được đâu. Xe này được cặp cớp quá đẹp. Cặp cớp là 1,000,000 nha. Rồi. Đường dây điện là 1,2 triệu. Đó, anh em mua dây điện thì để em tắt máy nha. Anh em mua dây điện á, trước khi mua dây điện á thì mở cái xe mình lên, mở cái này nè, dạch lên. Mình coi cái này nè, coi cái kết cấu của dây điện nó gắm như thế nào, ví dụ ó vậy. Thì mình cứ coi canh đường dây điện mình mua cho nó đúng. Đó, ví dụ nó ghim rời từng dây giống vậy thì mua dây điện ghim rời từng dây. Tại nhiều anh em mua về cứ bị lộn riết á. Trước khi mua dây điện á thì cứ mở cái xe nhà lên, ó dạch cái này lên coi. Coi cái chui nó cắm theo kiểu này là mua theo kiểu đó là ok, không có bị lầm. Rồi cái yên là 1,2 triệu nha. Ba ga 600. Cục máy là 10,500,000 thôi, quá im. Rồi, anh em cần món nào thì cứ alo em nha. Chào anh em.